xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Và ở video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một lọ hoa như thế này. Đó, đây là một lọ hoa mình làm từ chai nhựa và dây thừng. Thì các bạn hãy cùng xem video với mình nhé. Rồi, để làm được một cái lọ đựng hoa như thế, thì trước tiên chúng ta cần chuẩn bị một chai nước như thế này nhé. Các bạn nên chọn loại chai nhựa có phần miệng nhỏ và thon. Lại như thế này thì khi các bạn làm ra lọ hoa trông nó sẽ giống lọ hoa thật hơn. Đó, một chai nước. Rồi, tiếp theo chúng ta cần đó là một cuộn dây thừng để trang trí như thế này. Cần thêm súng bắn keo, keo đốt và kéo nữa là chúng ta đã có thể làm được một lọ hoa cho mình rồi. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu làm lọ hoa nhé. Trước tiên đối với cái chai nước như thế này thì các bạn nên cắt bỏ một đoạn khoảng tới tầm như thế này, tới chỗ mà nó thon lại nhỏ nhỏ đó, thì các bạn lựa chọn chiều cao cho nó phù hợp nhé, cỡ khoảng này thôi. Rồi thì bây giờ chúng ta cắt nha. Cái chai nước này thì khá là mềm mấy bạn, cho nên là mình chỉ cần dùng kéo và mình cắt được thôi. Bây giờ thì mình tỉa lại một xíu cho nó đẹp hơn ha. Rồi, như vậy thì chúng ta đã có được phần thân của cái lọ đựng hoa rồi đó. Chúng ta bỏ luôn cái miếng này đi nha. Rồi, như vậy thì bây giờ chúng mình sẽ tiếp tục trang trí cho cái lọ hoa này được đẹp hơn nha. Thì đối với mình thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trang trí lọ hoa như thế này bằng dây thừng. Đây là một cuộn dây thừng để trang trí nè. Và đó, bây giờ mình chỉ việc quấn cái dây thừng này lên trên cái phần lọ hoa như thế này thôi. Mình dùng keo đốt mình quấn quanh, đó là mình sẽ được cái lọ hoa. Ta nên cuốn từ trên xuống dưới cho nó dễ nhé. Cái phần miệng của cái lọ thì các bạn nên dùng keo kỹ một xíu để cho nó cố định cái phần dây thừng đầu tiên nha. Rồi bây giờ thì các bạn chỉ cần mình đốt keo nến mỗi đoạn một ít là mình có thể dán được cái dây thừng này rồi. Khi cuốn dây thừng các bạn chú ý là chúng mình cuốn sát vào nhau như thế này. Và các bạn cố gắng cuốn sao cho sợi dây thừng của chúng ta nó đi theo chiều ngang nhé. Nếu mấy bạn cuốn
ở chỗ đều còn có chỗ thưa ra thì dây thần của chúng ta có thể bị đi xin xin như thế này nè, thì trông nó sẽ không được đẹp. Nói như vậy thì chúng ta đã sắp cuốn xong cái phần dây cho cái lọ hoa rồi nè. Chúng mình sẽ cuốn sát xuống phía dưới phần đế lọ luôn nha. Phía dưới này thì nó nhỏ lại dần cho nên là nó sẽ dễ tụt, thì các bạn gắn kỹ hơn một xíu nha. Mình vừa gắn mà mình vừa phải lấy tay cố định nó lại nha. Đó thì mình sẽ gắn đến khi nào mình cảm thấy không còn thấy cái phần chai ở phía trong lộ ra nữa thì thôi. Đó thì bây giờ tới đây là không có dán được nữa nè. Nếu các bạn dán hết xuống dưới này thì chai của chúng ta, cái lọ hoa của chúng ta nó sẽ khó đứng á. Đó thì mình dán vừa hết phần đáy thôi nhé. Rồi như thế này thì chúng ta đã thực hiện xong phần trang trí cho cái lọ hoa của mình nè. Bây giờ thì đã xong một cái lọ hoa rồi đúng không? Bây giờ chúng để cho cái lọ hoa này đẹp hơn thì chúng ta sẽ tiếp tục trang trí thêm những cái phụ kiện cho cái lọ hoa của mình nha. Thì cách trang trí thì tùy vào cái sự sáng tạo của mỗi bạn thôi. Bây giờ mình sẽ gợi ý cho các bạn một vài cách trang trí nha. Thì chúng ta có thể dùng dây thừng luôn. Chúng ta cắt một đoạn dây thừng như thế này, chúng ta cụp đôi lại nha. Rồi cắt một đoạn như thế này. Đó. Thì chúng ta có thể thắt một cái nơ để đính vào cái miệng của cái lọ hoa nha. Thì chúng ta có được một cái nơ như thế này. Rồi chúng ta sẽ tiến hành đính vào cái miệng của lọ hoa nhé. Đó, trông rất là dễ thương, đúng không? Hoặc là các bạn, nếu các bạn có những cái phụ kiện nhỏ nhỏ thì các bạn cũng có thể trang trí cho nó. Hay là chúng mình sẽ cũng có thể đính một cái sợi dây thần kéo như thế này ha. Đây, mình sẽ gợi ý cho mấy bạn nha. Đó, chúng mình cũng có thể đính một cái sợi dây thần chéo như thế này. Sau đó các bạn đính cho nó một cái hoa phía giữa nữa. Đó, thì trong cái lọ hoa của chúng mình cũng rất là đẹp nè. Đó, thì tùy vào mỗi bạn thôi, các bạn thích trang trí như thế nào thì các bạn có thể trang trí cho cái lọ hoa của mình. Rồi bây giờ thì mình sẽ chọn cách là mình sẽ đính cái nơ này lên phần miệng chai nhé. Sau khi mình đính xong thì mình có được một cái lọ như thế này nè. Rồi thì như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái lọ hoa của mình rồi nè. Rất đơn giản phải không các bạn?
Chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.